Đến nay, thị xã Mỹ Hào có 12 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 4 sao. Các sản phẩm OCOP được đánh giá xếp hạng đã được chú trọng nâng cao chất lượng mẫu mã bao bì, đảm bảo điều kiện quy định về tem, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và từng bước hình thành một số chuỗi liên kết sản xuất từ vùng nông thôn đến thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP. Trong đó có 5 sản phẩm đạt 4 sao là bộ mỹ nghệ Tam Đa, mỹ nghệ Chuột Tài Lộc của hợp tác xã thủ công mỹ nghệ Tùng Lâm, xã Hòa Phong, các sản phẩm giấm nhãn, xà bông nghệ, nước xúc miệng Bạc Hà của công ty cổ phần nông nghiệp hữu cơ Tuệ Viên, thị trấn Bần Yên Nhân. Cùng với đó là 7 sản phẩm thảo dược của công ty cổ phần nông nghiệp hữu cơ Tuệ Viên đạt 3 sao. Trong những năm qua, các chủ thể sản xuất trên địa bàn thị xã đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản phẩm, máy móc, trang thiết bị theo quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường. Trong giai đoạn 2021-2025, thị xã phấn đấu tiêu chuẩn hóa, nâng hạng và duy trì xếp hạng sản phẩm thảo dược, phát triển các sản phẩm lưu niệm, thủ công mỹ nghệ, nội thất đạt từ 4 đến 5 sao.